Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một người hoạt động gián điệp cho Trung Quốc bị Hoa Kỳ kết án. Ngày 7 tháng 8, VOA tiếng Việt có bài Mỹ kết án nhà dân chủ làm điệp viên cho Trung Quốc, lấy nguồn tin từ một hãng tin quốc tế. Theo VOA, ngày 6 tháng 8, ông Vương Thư Quân, một học giả người Mỹ gốc qua, người đã thành lập nhóm cổ suý dân chủ ở New York, đã bị một tòa án Mỹ kết án. Ông Vương bị cáo buộc hoạt động theo lệnh của cơ quan tình báo Trung Quốc là Bộ An ninh Trung Quốc trong hơn 10 năm qua. Lợi dụng danh tiếng nhà hoạt động dân chủ, ông đã thu thập thông tin về những người bất đồng chính kiến và chuyển cho chính phủ Trung Quốc. Và đây là hình bài trên VOA. Hãng tin quốc tế dẫn lời phụ tá, trưởng lý Hoa Kỳ Alan Sai cho biết, bị cáo đã giả vờ phản đối chính phủ Trung Quốc để có thể tiếp cận những người thật sự phản đối chính phủ Trung Quốc. Sau đó, bị cáo đã phản bội họ, những người tin tưởng ông ta bằng cách báo cáo thông tin về họ cho Trung Quốc. Hãng tin này cho hay, ông Vương bị kết tội, bao gồm âm mưu hoạt động như một đặc vụ nước ngoài mà không thông báo cho tổng trưởng lý. Tuy nhiên, ông đã không nhận tội. Theo hãng tin này, ông Vương đến New York vào năm 1994 để giảng dạy sau thời gian làm việc tại một trường đại học Trung Quốc. Sau đó, ông trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông đã giúp thành lập quỹ tưởng niệm Hồ Diệu Bang và Triệu Tự Dương có trụ sở ở Queen, được đặt theo tên của hai nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1980. VOA dẫn lời các công tố viên, ông Vương đã soạn nhiều email như là nhật ký ghi chép, tường thuật lại các cuộc trò chuyện, các cuộc họp và kế hoạch của nhiều nhà phê bình chính phủ Trung Quốc. Một trong những email này là về các sự kiện kỷ niệm cuộc biểu tình năm 1989 và cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh các email khác nói về những người lên kế hoạch biểu tình trong các chuyến thăm khác nhau của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. VOA cũng cho biết, thay vì gửi email sẽ để lại dấu vết, ông Vương đã lưu chúng dưới dạng bản nháp mà các sĩ quan tình báo Trung Quốc có thể đọc được bằng cách đăng nhập bằng mật khẩu chung. Hãng tin quốc tế trích dẫn bản cáo trạng cho biết, trong các thông điệp được mã hóa, ông Vương đã chuyển thông tin chi tiết về các sự kiện cổ suý dân chủ sắp diễn ra và kế hoạch gặp một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Hồng Kông khi người này ở Hoa Kỳ. Và đây là hình một cuộc hội thảo kỷ niệm 26 năm, ông Hồ Diệu Bang từ Trần, Vương Thu Quân là người ngồi bên phải. Hãng tin này cũng dẫn lời một số nhân viên FBI cho biết, trong một loạt các cuộc thẩm vấn của cơ quan này với ông Vương từ năm 2017 đến năm 2021, ông Vương ban đầu nói rằng ông không hề có liên hệ nào với Bộ An ninh Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, Ông thừa nhận trên băng ghi hình rằng, cơ quan tình báo Trung Quốc đã yêu cầu ông thu thập thông tin về những người cổ súy dân chủ và đôi khi ông đã làm như vậy. Nhưng ông Vương cũng khẳng định không cung cấp bất cứ điều gì có giá trị, chỉ là thông tin đã có trong phạm vi công cộng. Theo lời nhân viên FBI ngầm tiếp cận ông Vương vào năm 2021, dưới vỏ bọc là người có liên hệ với Bộ an ninh Trung Quốc, cho hay ông Vương nói rằng, nhật ký của ông là quảng cáo cho các cuộc họp hoặc bài viết của hội mà ông đã đăng trên báo. Ông cũng gợi ý rằng việc xuất bản chúng sẽ là một cách để đánh lạc hướng mọi nghi ngờ từ chính quyền Hoa Kỳ. Hãng tin quốc tế dẫn lời đặc vụ. Garris nói với bòi thẩm đoàn khi ông Vương bị phát hiện vào năm 2019, các nhà điều tra truy các số liên lạc trong điện thoại của ông để xem có người nào trong chính phủ Trung Quốc hay không. Ông đã khựng lại một phút. Và sau đó ông ta bảo, làm gì thì làm đi, tôi không sợ. Ông thuật lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một người hoạt động gián điệp cho Trung Quốc bị Hoa Kỳ kết án. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc. Ngày 7 tháng 8, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo chấm về nguyên nhân cái chết của ông Vũ Tiến Lộc như sau. Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, quê quán Thái Bình, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chết bất thình lình. Và đây là hình tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tặng sách cho tổng trọng năm 2011. Theo báo điện tử VN Express, ông Vũ Tiến Lộc bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 64 vào lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024. Nhưng nguồn tin từ phía gia đình cho biết, ông đã uống thuốc độc tự sát. Ông có để lại di chúc nhưng không đề cập đến lý do chọn cái chết. Hiện nay, gia đình từ chối cho cơ quan pháp y giám định. Vợ ông Vũ Tiến Lộc cho biết, cách đây 2 tuần, ông có đi ăn tiệc với gia đình Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Khi về nhà, ông tỏ ra buồn phiền và ít nói. Được vợ gặn hỏi thì ông trả lời, Ông Xuân Phúc dặn anh nên đi xa một thời gian, yên ổn rồi về. Căn nguyên sự việc là trong thời gian từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho đến lúc làm thủ tướng, giai đoạn năm 2006 đến năm 2021, ông Vũ Tiến Lộc đã dẫn bà Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu mối quan hệ đi lại với ông Phúc, cũng như bà Lan nhiều lần nhờ ông Vũ Tiến Lộc đưa tiền, quà biếu cho ông Phúc. Được biết, ông Lộc nổi tiếng với biệt tài là thích nịnh, cứ gặp lãnh đạo là ông cười và nịnh bợ một cách vô hồn không cảm xúc thật. và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu. Hiện nay ông Vũ Tiến Lộc đã qua đời, nhưng con đường đi vào lao lý của nguyên thủ tướng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu có lẽ không còn có vùng cấm. Cổ nhân có câu: ác giả ác báo, thật đúng trong hoàn cảnh này. Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Trước đó ngày 4 tháng 8. Trong bản tin Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt, thời báo chấm đã loan. Ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Cao Minh Trí và Phan Quốc Việt. Hiện nay Nguyễn Xuân Phúc và Trần Nguyệt Thu bị cấm xuất cảnh. Khi đang làm Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc dùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để khởi tố bắt giam nhiều cán bộ, doanh nghiệp để trả thù cá nhân cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình. Và đây là hình trung tướng Trần Văn Vệ. Điển hình như vụ án liên quan đến vụ Nhâm tức Phan Văn Anh Vũ khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng, người bán đất công vụ là nhà nước, là nguyên nhân phạm tội thì không xét xử mà lại kết tội người mua. Thực trạng này phản ánh nền tư pháp của Việt Nam không dựa trên hiến pháp, công lý hay sự thật mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo vào việc mua bán công lý. Nguyễn Xuân Phúc còn cướp cảng quy nhân, công ty cổ phần cảng quy nhân do doanh nghiệp tư nhân ông Lê Hồng Thái quản lý, để chuyển giao cho con rể là Vũ Chí Hùng, còn nguồn tiền đầu tư ông Phúc yêu cầu đổ quan hiển tức bầu hiển chi ra. Phúc còn dùng trung tướng Trần Văn Vệ để khởi tố bắt giam nhiều phái cánh của Tô Lâm và Trần Đại Quang. Chẳng hạn như vụ án của đại tá Nguyễn Duy Linh. Cục phó cục tình báo Bộ Công an, con trai thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tố nhận hối lộ, còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.